Sáng nay tại huyện Văn Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn đang triển khai dự án đô thị Vinhome Ocean Park, The Empire, khu đô thị Đại An thuộc các huyện Văn Giang, Văn Lâm. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Theo báo cáo của Công an tỉnh Hưng Yên, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, từ khi dự án đô thị thuộc huyện Văn Giang, Văn Lâm đi vào triển khai hoạt động, xây dựng đã thu hút lượng lớn lao động tại các tỉnh, nhất là Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, với số lượng khoảng 50.000 người đến sinh sống làm việc. Trong đó, có khoảng 30.000 lao động là người dân tộc thiểu số. Qua công tác nắm bắt, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện nhiều lao động là người dân tộc thiểu số nghiện ma túy, sử dụng tổ chức sử dụng hoặc tham gia mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tại hội nghị, các đơn vị chức năng sở ngành có liên quan, chính quyền các cấp ở hai huyện Văn Lâm và Văn Giang và chủ đầu tư các dự án đô thị đã báo cáo, thảo luận về những giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn đang triển khai dự án đô thị, như việc quản lý và sử dụng lao động của chủ đầu tư dự án và các nhà thầu xây dựng còn nhiều bất cập. Vấn đề cung cấp thông tin lao động để quản lý tạm trú, việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động với các nhà thầu chưa được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra một số những mặt hạn chế cho công tác phối hợp giữa cấp chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn. Sự vào cuộc của các sở ngành địa phương còn thiếu quyết liệt, việc rà soát để sàng lọc các đối tượng nghiện ma túy không được thực hiện. Khi chúng tôi nắm tình hình và thấy tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn các ở công trường này có dấu hiệu phức tạp, thì Giám đốc Công an tỉnh cũng đã có kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trên các tội phạm liên quan đến ma túy. Chính vì vậy, chúng tôi cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng ban chỉ đạo 138 là tổ chức cuộc họp như này. Tôi đề nghị là cái này cũng phải trách nhiệm của tập đoàn, của Vinhome, thế và các cái nhà thầu xây dựng. Chứ còn bây giờ chỉ lực lượng công an không, hoặc là chỉ có lực lượng chính cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thì cũng lấy công an là nòng cốt. Thế mà bây giờ nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả Vinhome và các nhà thầu thì có lẽ là cũng không thể thực hiện được. Ngay như cái chuyện mà bắt 74 vụ kiểm tra các đồng chí ở Vinhome thì nói là có hợp đồng nhưng mà thực ra là chả có hợp đồng lao động. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, ma túy là một trong những căn nguyên dẫn đến tình hình mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đấu tranh tội phạm ma túy không chỉ trách nhiệm của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cộng đồng. Do đó, để đấu tranh với loại tội phạm này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và công dân. Để giải quyết triệt để tội phạm về ma túy và người sử dụng ma túy, đồng chí yêu cầu trước hết, ngoài việc giải quyết các tồn đọng cũ, thì lực lượng công an cần ra soát, thống kê xác định đối tượng nghiện để có biện pháp xử lý. Các sở ngành cần hướng dẫn các địa phương về quản lý lao động và xử lý người nghi nghiện, chủ đầu tư dự án đô thị và các nhà thầu trong vòng 10 ngày có báo cáo thông tin đầy đủ về số lao động làm việc tại các công trường và chấp hành nghiêm pháp luật về sử dụng lao động. Để môi trường lao động an lành, không có đối tượng nghiện, chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã nằm trong vùng dự án sàng lọc người lao động để phát hiện người nghiện đưa đi cai nghiện tập trung. Hướng dẫn các địa phương để nắm tình hình lao động và trong đó có cái thông tin mà liên quan đến cái đối tượng nghiện tại các doanh nghiệp mà trên địa bàn tỉnh nói chung đấy, và trong đó là có cái chuyện là của Văn Giang, Văn Lâm. Xác định người nghiện rồi thì phải xử lý theo quy định pháp luật thôi. Đối tượng nào là xử lý hành chính này, đối tượng nào mà nếu mà nó vượt quá cái mức độ hành chính rồi thì nó là tội phạm rồi thì phải xử lý theo quy định pháp luật. Báo động nhá, phải xây dựng chương trình kế hoạch cái thanh tra cái xử lý lao động tại các doanh nghiệp nói chung, mà đặc biệt là những cái địa chỉ có nguy cơ liên quan đến cái việc vi phạm luật lao động nói chung và trong đó có ma túy. Giải quyết cái tồn đọng cũ nhá. Tồn đọng cũ tức là gì? Tức là những đối tượng mà cảnh phát hiện nghiện nhá, thì cố gắng làm sao đó mà tạo điều kiện giúp cho người nghiện đó. Thì nếu là người của nghiện thì ta giải quyết theo công thức của nghiện, thì còn nếu là người tỉnh khác thì giải quyết theo cái định hướng là cai nghiện tại cái địa phương đó. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đối với các nhà thầu xây dựng phải sàng lọc người lao động ngay từ các địa phương. Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ hơn cho công tác đưa người nghiện đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Lực lượng công an tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt cho công tác đấu tranh,
phòng ngừa tội phạm ma túy. Cần phân công, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, những địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể để triệt phá các tụ điểm ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn.